Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Phượng Vlog Cuộc Sống Quanh Tôi. Thì như tất cả mọi người thân cũng biết là sáng hôm nay á, thì Phượng sẽ bay ra Hà Nội để chiều mai á, là Phượng có mặt ở đài truyền hình VTV3 để ghi hình trò chơi Ai Là Triệu Phú. Thì thật sự mà nói là cũng chia sẻ nhiều rồi, đây là một cái chương trình mà Phượng rất là thích và phải nói là mong đợi từng ngày từng giờ, và tới giây phút này thì cũng chuẩn bị để lên sân bay rồi. Thì Phượng sẽ quay suốt cái cuộc hành trình này cho tất cả mọi người cùng xem, và những ai quan tâm đến cái kênh của Phượng nhé, hy vọng sẽ có nhiều người đăng ký và like cho Phượng. Bây giờ mời tất cả mọi người theo chân Phượng nhé. Và đây đây là hành lý của Phượng gồm có vali và cái máy laptop nha mọi người. Thì đây là cái vật mà không thể nào thiếu, tại vì Phượng vẫn phải theo công việc và ôn luyện những cái kiến thức mà mình cần có để cho cái cuộc thi nó sẽ tốt đẹp hơn. Và hành lý thì cũng có những cái vật dụng cần thiết, quần áo với tất cả những cái phụ kiện mà đi đâu của người phụ nữ cần có. Thì bây giờ Phượng sẽ lên xe và chuẩn bị đi nha. Bây giờ Phượng đã tới sân bay Tân Sơn Nhất nha mọi người. Thì bây giờ Phượng vào phòng đợi làm thủ tục xong thì chuẩn bị vào cửa máy bay. Thì Phượng cũng quay sơ qua cái hành trình như thế cho mọi người xem. Đó thì bây giờ mọi người đang xếp hàng chuẩn bị lên máy bay nè. Đó thì lần này Phượng đi thì được đài truyền hình VTV đặt vé hãng Bamboo nha mọi người. Đây là cái hãng mà đang cạnh tranh với hãng Vietnam Airlines, và thật sự Phượng rất hài lòng với cái hãng này. Có gì Phượng sẽ chia sẻ thêm về hãng này cho mọi người xem nhé. Đã tới Hà Nội nha mọi người ơi. Đây, đây là khách sạn mà đài truyền hình thuê cho tất cả các thí sinh ở nha mọi người. Đó, Phượng quay lại cho mọi người thấy. Thì đi sang đài truyền hình thì cũng rất là tiện, chỉ đi bộ một đoạn đằng kia quẹo trái là tới. Đây là đường Nguyễn Công Hoan nha mọi người. Đây, Phượng quay khách sạn của bên đài truyền hình thuê cho thí sinh ở này mọi người. Rất là sạch sẽ, tinh tươm luôn. Đó, một mình một phòng một giường nha mọi người. Rất là sạch sẽ, đẹp đẽ luôn. Mới tới luôn tức thì nha mọi người ơi. Đó, cảm ơn đài truyền hình Việt Nam đã tạo cơ hội rồi là có những cái dịch vụ rất là ok luôn cho các thí sinh. Đó, hy vọng thì mình sẽ thi tốt để không có phụ lòng của nhà đài và tất cả mọi người nhé. Đó. Đây, cửa sổ rất là đẹp. Nhìn xuống dưới là toàn là hàng ăn nha mọi người, không sợ đói luôn. Và đi ra phía đằng kia là sẽ đi tắt sang đài truyền hình luôn. Đó. Wow, cái không gian này rất là thích luôn này mọi người ơi. Đó, hy vọng một đêm sẽ có 2 đêm ở đây nghỉ ngơi và thật là ngon giấc để mà thi cho nó tốt này. Rồi Phượng sẽ cập nhật tiếp tục những cái hình ảnh tiếp theo nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người. Phượng đã có mặt tại VTV3 đài truyền hình Việt Nam nha mọi người. Hôm nay Phượng sẽ ghi hình chương trình Ai Là Triệu Phú, rất mong mọi người cổ vũ cho Phượng nhá. Đây
Chào bạn. Và đây là những hình ảnh bên trong hậu trường để chuẩn bị lên ghế nóng nha mọi người. Thì MC và người đạo diễn chương trình đang hướng dẫn cho thí sinh để lên ghế nóng phải làm những gì. Thì hình ảnh này được khán giả ghi lại và đưa cho Phượng làm vlog. Thì đây là hình ảnh của những bạn đồng nghiệp ở công ty. Và đây là những người thân của gia đình từ Hà Nội, Hải Phòng và từ quê nhà đến rất là đông đủ và cổ vũ cho Phượng. Thì hy vọng là Phượng sẽ có một đêm thi thật là bùng nổ và cống hiến cho tất cả những người yêu mình, cổ vũ cho mình, có những cái giây phút vui tươi nhất. Phượng cũng chụp hình được với nhà thông thái Hà Việt Hoàng và anh Trương Anh Ngọc, nhà báo Trương Anh Ngọc. Thì đây là hai nhà thông thái hỗ trợ cho Phượng trong lúc thi nha mọi người. Mọi người ơi, hôm nay Phượng đã quay xong, ghi hình xong chương trình Ai Là Triệu Phú và rất là mong đài truyền hình sẽ cho lên sóng sớm và Phượng sẽ phát sóng cho tất cả mọi người xem nha. Đây, đây là đội ngũ đi cổ vũ từ ngoài quê này. Đó, ok. Đó. Đó, thì bây giờ tất cả mọi thứ đã xong xuôi tốt đẹp rồi thì Phượng phải trở về nghỉ ngơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem nha. Tôi sẽ phát sóng sớm. Bye bye. Và thêm một điều nữa là Phượng cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đúng ngày ghi hình để Phượng lên sóng VTV3 chương trình Ai Là Triệu Phú là ngày sinh nhật của Phượng luôn nha mọi người. Thì Phượng đã được người thân, bạn bè sau giờ ghi hình đã đến một cái nhà hàng tổ chức ngày sinh nhật và em trai đã tổ chức một cái ngày buổi sinh nhật cực kỳ trọn vẹn và ấm cúng, và các bạn bè người thân đồng nghiệp cũng đã đến và tặng hoa quà và bánh sinh nhật để chúc mừng ngày sinh nhật của Phượng. Đúng là một đêm cực kỳ ý nghĩa và một cái tuổi mới không có gì mà ấm áp và hạnh phúc hơn. Phượng xin nói lời chào tạm biệt và cảm ơn tất cả mọi người. Phượng xin kết thúc video tại đây.